Chào cả nhà nha. Hôm nay Từ Siêu lại mời cả nhà quay trở lại với cái chiếc tàu du lịch đóng mới năm 2021. Thì hôm nay mình thấy có gì lạ lạ thì mình quay nữa nha. Thì mời cả nhà vô chi tiết để xem em nó làm tới đâu rồi. Đây chiếc mũi em nó nha. Quá đẹp luôn. Hôm nay mấy anh thợ keo á, mấy anh mài ra rồi. Cho nên nó là nhìn nó khác liền ha. Xin nhắc lại nha, bề ngang chiếc này là 6m3, bề dài là 21m5, tâm hạ là 1m95. Đã quá ha. Vài bữa nữa lắp keo à. Rồi. Vô đây coi. Biết lắp mấy lớp nữa. Này chắc cỡ 5 lớp quá. Thường là lắp 2 lớp dặm đinh. Rồi sau đó thì 2 lớp ngoài hoặc 3 lớp ngoài. Đó. Rất đã. Phía sau lái nè. Đó. Đã. Cả nhà hãy gắng chờ đợi siêu phẩm này nha. Siêu phẩm đóng mới nghề du lịch trao về Phú Quốc nha. Cái phần này là lan can nha, lan can hồng đó. Còn ở đây nè, đây là cửa ga vô. Rồi đi lên nha. Từ Siêu mời cả nhà đi lên đây coi. Trên đây thì chưa có làm lao phong, chưa làm lao phong trên đây nữa. Mấy công đoạn này cũng tốn khá nhiều thời gian nha. Trụ cabin thì dựng rồi nè. Còn ở đây là cái phần nền sắt xi chưa có bắt vô, dựng rồi, đang xếp bù lon nha. Đang mong đợi em này để coi hình dáng như thế nào dưới nước. Cộng rinh luôn. Cái này dày 4 phân. Phát mấy cái lỗ gì đó, nhìn cho nó đẹp ha. Thông gió. Bào cũng hới luôn. Bộ trâu cục dây. Đẻo gì nhìn nó đẹp ha. Cục dây nó mới bó cứng lại, mới im. Quá đã. Còn về phần phía trước mũi này nè, sẽ làm lan can nữa nha. Còn làm lan can nữa để cho khách nha, nhiều khi người ta đứng ở đây á, ta dựng lan can du lịch ngắm cảnh gì đó, chụp ảnh. Đây nhìn lên nè, phòng lái là đó đó.
mấy anh thợ đi khiêng đồ hết trơn à. Thể loại này thì lần đầu tiên mình quay được, cho nên thì sẽ cố gắng dành thời gian cho em này nhiều nhiều nha cả nhà. Cả nhà hãy cố gắng theo dõi em này để xem coi máy gì, chân vịt, hộp số như thế nào nha. Thấy như vậy đó, tốn thời gian lắm. Lớp nào công đoạn lắp keo vui tò lưa chứ, trang trí là tốn thời gian nhất. Tàu du lịch mà. Ở trong đây là phòng tài công nè, phòng của thuyền trưởng. Và xin nhắc lại nha, cái chiếc này là đóng cây kiền kiền, toàn bộ là cây kiền kiền hết. Lan can này cỡ 8-9 tấc ha, chiều cao á. Ở khu này chắc lót cái phần bàn này nọ, bàn ghế này nọ cho khách họ ăn uống này nọ đó. Phần này thì xong hết trơn rồi, còn lắp keo nữa. Dàn bon lắp keo đẹp đẽ đàng hoàng. Mặt mô cabin nè. Ở trên đây không biết có làm lan can không đó, mình cũng chưa biết nữa nha. Này trước tiên là mình xem tới đây thôi, còn khi nào có gì hay hay mới mới rồi mình sẽ quay nữa nha cả nhà. Rồi đi xuống nha. Ở đây từ siêu thấy anh này anh đang hình như là dọn vệ sinh ha, vệ sinh lại. Nó dọn ba cái mặt cưa gì ra. Mình anh dọn á anh? Mình em. Dạ. Yeah. Bữa hổm anh quét dầu phải không? Hổm quét dầu. Hôm nay dọn dẹp vệ sinh. Trời ơi, dọn vệ sinh nguyên chiếc này đuối lắm đó nha. Nó quét kìa nè. Chui ở dưới đó. Rảnh rảnh gì đó. Này chắc cả mấy ngày mới xong quá dọn vệ sinh này. 2-3 ngày em. Dạ. Đổ. Thay tinh gà tốn thời gian lắm đó. Tốn thời gian. Con mình anh làm. Tôi lên tôi xuống. Ừ. Dọn hết là xong, mấy anh thợ á mới lót cái phần này cho bít hết luôn. Rồi cảm ơn anh. Vậy thì clip này đến đây kết thúc nha. Hẹn cả nhà clip sau nha. Hôm nay quay đến đây thôi. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại nha. Nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.